quay trên xuống. Có chưa? Đỉnh Thác Bà đấy. Cái gì trên bà? Đây, nhà đứng đây chụp cái này. Đang ở trên ông Hoàng Đình Quý đó. Chú Anh kiểu nha. Đóng hết rồi. Em tí. Ai cho trên kia chưa? Bác Thằng Tiến Hà đi xem vào đó. Thằng Tiến ngồi đây là Hà đi xem lên vào đó. Kệ nó đi. Đợi bác. Tự nhiên nhà xe em ba. Nhiều không có người, không có người này giới thiệu to được mà có người sẽ và đầu tiên là nó phải đặt nạn người, sau này mình cũng nhìn gọi nạn mình nay của nó là ăn ấy hả, của nó là ăn cá tươi và thịt tươi, con đó là hoa quả mềm như là chẳng hạn là chuối hoặc là đu đủ chín hoặc là na. Ngồi cái chi thôi. Si 500 tuổi. Si ông si bà ông đây mát thế. Anh tưởng ấy. Bao giờ thì mình mới được 500. Có cây nào? Tìm đi. Nào xuống. Cây nó xuống. Không. Cô hai chị xin đôi. Sợ gái gì? À nào xin mời các bạn đến đây nào. Đây, ba phần 4 đâu? Các bạn ở chỗ kia đây. Bình bình. Theo điểm danh nào. Ba ra đây, ngồi đây. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi. Ngồi đi.
Để đồ ăn đấy. Đến một hai ba đây. Cho ngồi đây. Để cho anh Chiến tạo dáng. Chị cũng nói. Xuống đi. Xuống đi đâu nữa? Xuống. Em bảo suốt từ nãy giờ em nghĩ các bà. Các em là nhìn ra các ông ấy. Cơm làm. Cơm này mới không? Không có phải mua cơm 500 đâu. Lần sau mà có gì hôm nào em cảm ơn xanh rồi nha. Vâng. Trong nhiều người rồi. Cảm ơn xanh. Cái cỡ này thì lại bé. Bóng như vân gỗ thật. Ở bên trong nó mài nữa. Ok đâu nhỉ? Nhìn ở trong này chết đâu nhỉ? Xinh không? Ở trong này tin ra được mài. Thì ra mài được. Nhà không xinh lắm. Ông ai rất đông tỉnh trọng. Nghe nói thật đấy. Mua 15.000 sang gì nhỉ? Vậy chơi về gấp số điện thoại. Không đi. 1, 2, 3. Ngoan đây. Ngoan đã. Đây ra hỏi xem quê ở đâu cái để nhét đầu hương. Kiểm tra đi. Có bao nhiêu bạn? Đi lại đi lại. Đi lại. Ai làm việc? Yêu đương trong giấc mơ lẻ loi, tình tôi đó đốt.
thánh gióng. Cái nhìn này thì trông sợ nhỉ. Ngồi cái đại vương. Nam tóc bạc của một con ngon gọi là chú. Một bà bên trái. Hai bà về. Ở hai bà. Xinh quá. Xe cái máy này nét chết nhỉ? Nét trên điện nét. Hết căng. Bác ra nó cao lắm, cao người chính kể còn còn ngoài là rất quan trọng. Đối quản được bây giờ bọn cháu chỉ mong các bác sống lâu khỏe mạnh. Ăn được nhiều. Bác giờ làm thì lâu. Chúc làm ăn thì các bà giờ cứ ở nhà sau các tuổi. Dạ. Năm cháu mong. Tối chứ gì bây giờ ba được kém chứ bác lấy ăn uống đây tôi đâu. Ăn uống có được không? Bình thường. Bây giờ bác định tập sinh là có bà nhờ hay là chú cháu mừng. Bác sẽ nghề dạy. Sáng nào là bác tên tập thể dục chứ. Vâng, đấy. Ông chỉ đi lại cho nó khỏe. Nhiều độ. Đúng rồi. Anh đi bộ người con này. Một cây số. Nhà báo đấy ông ạ. Nhà báo chủ Hoa bây giờ vẫn làm ở chỗ viện mẹ nhỉ? Giờ chú béo nhờ. Đi chuyển nhẹ nhẹ thôi mà nó cũng lúc đưa lên màn hình nó đi nhanh lắm. Chú biết thu gần ở đâu không? Để thu gần ở đâu không? Đấy tôi vừa xong tôi vẫn thu đi thu lại suốt luôn. Yếu ạ. Chăm nó là yếu vì sao? Ngồi đi sao? Như thế con này khủng chứ nhanh mất chi cháu ạ khó lắm cái này nó nói khè ra cái khác cái này lẫn một anh như mấy vị trăm năm đấy. Hello. Cùng quay cháu nhá. Ở trong kia rồi đấy. Xin chào. Ở trong kia đấy. Em đang cho con kẹo bên này này. Bên này có kẹo con. Để cô ở đây nhá. Quay. Ở trong kia là cái kẹo. Vừa
anh Hùng lâu nay quá. Cháu chào ông ạ. Này đi. Chắc là chú Cường, chú Chiến chắc là đi chơi rồi. Băng gì cả băng chắc ăn ngủ chúng ta đi chơi hai nhỉ, gọi đi chơi to thành bé bé thôi cần đi bé bị công an bắt cần đi ngủ à. Quay quả gạt thôi. Đây xem bên nào. Thầy đi không cài kìa. Anh cháu ra là anh chị. Cảm ơn các anh chị, các cháu. Mỗi năm mạnh khỏe, làm ban nên cho nó gặp nhiều may mắn. Về công tác được cảm ơn anh nhá, cảm ơn anh chị, xin anh chị nhá. Trong vòng năm mới, xin phép một chỗ bán nhá. Đéo cá sợ. Chị mới nhá. Bằng lá. Em định mang ảnh này đến đặt một nhà may nào. Không anh à, mình không cần cái này nó bẩn thế. Chào bác ạ. Chúc hai bác mạnh khỏe. Chào bà. Đúng không? Bằng đó, bằng. Về cùng với anh Bảy á? Vâng ạ. This is an ancient rock where the ancient people kept their signs on. Another one. Chân đấy, đúng là có cách nào để động viên. Ba bên. Ông quen mình đâu nhỉ?
là chỗ con sáu nó đi học. Lớp 6. Cháu học lớp mấy? Cháu học lớp 6 ạ. À. Học lớp 6 à? Lớp 6 rồi cơ à? Con lại đi một tay. Một tay mới cao hơn. Tại vì ăn đỡ nào. Bán nhỉ? Ăn nhớ nó quá. Chở xe à? Vâng. Đây 30 tuổi này. Quay ảnh của bác. À. Chụp được mặt em. Cậu quay được. Có phải chụp. Cái đầu ra xong rồi cắm cái đèn này vào cho em nó quay cái bàn thờ. Quay gì ạ? Anh tính đi chuẩn bị từ đã để xuống sông Hoàng Phố rồi. Nếu không nghĩ cần phải để xuống sông Hoàng Phố thật nhau thì tôi phải đảm bảo. Gái ngoan lắm. Không. Hai người có thể về được rồi. Con đang bảo cái ấy mấy tay đây. Cậu biết cũng không nói cho hai người đâu. Các người đối với chị tôi thật là... Con trâu đen, con trâu đen. Beautiful. Cái này chú mua. This is the train.